Giận dữ, đau đớn là cảm xúc của người dân ở Thái Lan trong ngày 7 tháng 10 sau khi 34 nạn nhân, trong đó có 23 trẻ em thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng dao và súng một ngày trước đó. Đây là một trong những vụ giết hại trẻ em tồi tệ nhất trong một vụ thảm sát do một hung thủ đơn độc thực hiện. Các tòa nhà chính phủ Thái Lan đồng loạt treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân. Vụ án đau lòng xảy ra khi một cựu cảnh sát xông vào trường mầm non ở Uthaisawan, một thị trấn cách Bangkok khoảng 480 km về phía đông bắc. Thân nhân của các nạn nhân tập trung tại một văn phòng quận địa phương. Trong số đó có bà Prani Srisusan, người có con gái bị sát hại. Con tôi đang mang thai 8 tháng và đã làm việc được 2 năm rồi. Cháu là một người tốt và vui vẻ. Mọi người đều yêu quý nó. Tôi đang ở ngoài đồng và một người nào đó gọi tôi lên và nói với tôi về một vụ xả súng hàng loạt ở nhà trẻ. Họ hỏi, có bao nhiêu cô giáo mang thai gần sinh? Tôi nói, chỉ có Subabon thôi. Ngay lúc đó tôi biết rằng, con gái tôi đã không còn sống vì tôi đã gọi cho cháu mà cháu không bắt máy. Suwimon Sophanpitak, cô của bé Takchin, một nạn nhân 3 tuổi, kể lại sự việc kinh hoàng. Chúng tôi nhìn thấy hai xác chết bên ngoài, trong đó có một đứa trẻ. Tôi biết ngay lúc đó cháu tôi sẽ không sống sót. Tôi được thông báo rằng tất cả các trẻ đều đã chết. Cô giáo chủ nhiệm của cháu tôi đã đến xin lỗi tôi, nói rằng cô ấy không thể làm gì để cứu bọn trẻ. Cô ấy đã làm hết sức mình vào lúc đó. Tất cả bọn trẻ đều mắc kẹt trong phòng. Nhà chức trách cho biết một cựu cảnh sát đã thực hiện vụ xả súng và sau đó trở về nhà, bắn chết vợ con trước khi tự sát. Cảnh sát cho biết hung thủ đã bị sa thải vào năm ngoái vì các cáo buộc ma túy và đang phải ra tòa về tội ma túy. Theo cảnh sát, hung thủ đã ra hầu tòa vào sáng hôm đó, sau đó đến nhà trẻ để đón con mình, nhưng khi anh ta không tìm thấy con thì nổi cơn thịnh nộ. Một quan chức quận nói với Reuters rằng khi đó có khoảng 30 trẻ có mặt tại trường, ít hơn bình thường vì trời mưa lớn. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.